Xin chào cô chú anh chị. Bây giờ kênh Nhà Đất Việt Nam đang đứng giữa đường Trần Phú ở thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Cái đường này nhà nước mới làm rất là đẹp luôn. Đường lộ giới tới 40 mét nha. Đường Trần Phú ngày xưa gọi là lộ Bình Dương đó. Thì cái chỗ này là gần chợ Long Hải. Ở đây lên chợ Long Hải nè, 600 mét. Có điện máy xanh, Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động rồi đó. Đi thẳng lên 3,5 cây là chợ Long Hoa, còn đi lên 5 cây là tòa thánh Cao Đài Tây Ninh nha. Cách cái chỗ Tấn đang đứng khoảng hơn 100 mét là có cây xăng. Ở cây xăng là ở đằng đây nè. Thì cô chú anh chị thấy cái đường này xe cộ qua lại khá là nhiều ha. Đường Trần Phú lộ giới 40 mét. Bây giờ Tấn sẽ quay cho cô chú anh chị coi cái miếng đất là trên đường số 35 Trần Phú nè. Cái đường nhựa này nè cô chú anh chị, chúng ta đi vô ngay ngã tư đầu tiên là cái miếng đất bên tay phải. Đất là ngay góc ngã tư hai mặt tiền đường nhựa. Thì đầu đường số 35 là quán ốc đêm Trần Phú. Rồi kế bên đại lý ga có căn nhà máy Thái bự nè. Đi ra hướng này 1,5 cây là quốc lộ 22B. Đó, đường Trần Phú bây giờ nhà nước làm rất là đẹp luôn. Có vỉa hè hai bên, có con lươn ở giữa, rồi hệ thống đèn đường nè. Nói chung là đường rất là đẹp. Rồi bây giờ Tấn sẽ dẫn cô chú anh chị vô coi đất nha. Đây, đường số 35 Trần Phú, ngay ốc đêm Trần Phú luôn, dễ biết. Cái miếng đất này á, ngoài gần đường Trần Phú là gần đường Nguyễn Chí Thanh, gần đường Tôn Đức Thắng nữa. Những cái đường đó lộ giới cũng 40 mét không à. Đường xá ở đây là theo dạng bằng cờ nha. Thì miếng đất là ngay góc ngã tư ở phía trước đó cô chú anh chị. Hai mặt tiền, chiều ngang một cạnh là 15 mét, một cạnh là 17 mét. Thì bây giờ anh Mẫn chủ đất ảnh tách ra làm 3 lô, là mỗi lô 5 mét. Đó, ngang 15, ảnh tách ra làm 3, mỗi lô 5 mét ha. Còn chiều dài là 17 mét. Thì cô chú anh chị có thể mua một lô, hai lô, hay là mua hết luôn cũng được. Cái vị trí quá đẹp rồi. Đây, ngay góc ngã tư nè, đường nhựa không nha cô chú anh chị. Bây giờ Hòa Thành là đầu tư về hạ tầng giao thông rất là tốt để phấn đấu là lên thành phố đó cô chú anh chị. Theo định hướng phát triển, Hòa Thành sẽ lên đô thị loại 3, lên thành phố nha. Đây, mình đi ra qua 3 cái ngã tư là ra cái đường Nguyễn Chí Thanh, nó cũng bự giống như đường Trần Phú lúc nãy á. Rồi đi thẳng là ra đường Tôn Đức Thắng. Cô chú anh chị thấy vị trí đất đẹp không? Ngay góc ngã tư hai mặt tiền đường nhựa. Đường này lộ giới là 10 mét hết nha. Địa chỉ ở đây, ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Thì ba lô này nè cô chú anh chị, cái mặt bên đây nè là hướng đông, còn cái mặt bên đây á là hướng nam. Nếu chúng ta tính chiều ngang theo cái mặt bên đây á là tới 17 mét lận. Còn chiều ngang phía bên đây nè là 15 mét. Thì bây giờ anh Mẫn là tách ra làm 3 lô, mỗi lô là chiều ngang 5 mét nha. Cái lô đầu tiên là ngay góc hai mặt tiền 5 x 17. Thì diện tích của mỗi lô á là 85 mét vuông. Trong đó thì cái lô đầu tiên nè là có 41,5 mét vuông thổ cư. 41,5 nha. Cái lô thứ hai là cũng 5 x 17 luôn, 85 mét vuông, có 40,5 mét vuông thổ cư. Cái lô thứ ba cũng vậy, cũng có 40,5 mét vuông thổ cư. Cái vị trí này đẹp, cô chú anh chị có thể mua hết 3 lô để chúng ta xây cái nhà máy Thái hay là biệt thự mini đó cô chú anh chị. Thì anh Mẫn nói là nếu cô chú anh chị mua nhanh gọn lẹ, công chứng liền á, ảnh sẽ giảm giá nha. Bây giờ Tấn sẽ nói về cái giá bán nè. Cái lô góc hai mặt tiền thì giá bán là 115 triệu một mét ngang. Còn hai lô phía trong thì giá bán là 107 triệu một mét ngang. Đó, hai lô trong thì mỗi lô là 535 triệu. Định vị Google Maps Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả nha cô chú anh chị. Đây, ba tờ sổ hồng ngay chủ nha, không có qua môi giới trung gian. Cái vị trí này quá đẹp nha cô chú anh chị. Chúng ta có thể là mua hết 3 lô luôn, xây căn biệt thự mini ngay góc ngã tư này.
Thì hai mặt tiền như thế này chúng ta có thể vừa xây nhà ở, vừa có thể kinh doanh buôn bán nha cô chú anh chị. Đó, chiều ngang của cái mặt này là 15m, tách ra làm 3 lô nè. Đó, thì khi tách ra làm 3 lô như vậy á, là mặt tiền sẽ quay về hướng đông nha. Còn bên chỗ xe tấn đậu là hướng nam. Đường nhựa hết nè cô chú anh chị, và có đèn đường. Đường xá đây theo dạng bàn cờ, chúng ta đi khoảng 100m là có cái ngã tư nha. Đó, nhà cửa dân cư á. Đi ra hướng này là ra hướng đường Ngô Quyền nè, ra hướng chợ Long Hải. Còn đi ra hướng bên đây là ra đường Nguyễn Chí Thanh, ra đường Tôn Đức Thắng. Còn đi về hướng này là ra quốc lộ 22B. Đó, còn đường Trần Phú là đường 35 Trần Phú nè, nãy Tấn mới quay vô đó. Đó, vị trí này cách đường Trần Phú không tới 100m nữa nha cô chú anh chị. Đường 35 Trần Phú nha. Rồi, để Tấn nhắc lại một lần nữa cái giá bán nè. Lô hai mặt tiền, giá bán là 115 triệu một mét ngang. Mỗi lô là một tờ sổ hồng riêng nha. Còn hai lô bên đây thì giá bán là 107 triệu một mét ngang. Nếu cô chú anh chị mua nhanh gọn lẹ công chứng liền là anh Mẫn chủ đất sẽ giảm giá. Đây là những tờ sổ hồng của đất nè cô chú anh chị ơi. Đầu tiên chúng ta coi cái sổ tổng. Đây cái sổ tổng nè, là ngay góc ngã tư, hai mặt tiền. Thì cái mặt tiền hướng đông nè cô chú anh chị, đường nhựa 10m, là chiều ngang á 15m05. Là bây giờ anh Mẫn tách ra làm 3 lô, mỗi lô là chiều ngang 5m nha, là hướng đông. Còn cái mặt tiền hướng nam nè, cũng là đường nhựa 10m luôn, là đường số 35 Trần Phú đó. Thì cái chiều ngang này á là tới 17m. Đó là 15 x 17, tách ra thành 3 lô nha. Đây cái sổ tổng nè, thửa đất là 1068, địa chỉ ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh. Tổng diện tích nè 257,4m², thổ cư là 122,5, còn lại đất cái lầu năm. Thì cái diện tích này là không có dính lộ giới gì hết nha cô chú anh chị. Đây đường 10m là trên sổ hồng đã thể hiện rõ đây nè, không có dính lộ giới gì hết. Thì từ một sổ tổng là tách ra thành 3 thửa, là tách ra thửa 1087, 1088 và 1089. Đây, đầu tiên chúng ta coi cái thửa 1087 nha. Đó, thì khi tách ra là mặt tiền sẽ quay về hướng đông nè cô chú anh chị. Đường nhựa 10m. Diện tích là chiều ngang đúng 5m nha. Chiều dài đúng 17. Đó, nhìn sơ đồ quá đẹp luôn. Thì mỗi thửa là có diện tích là 85m² nè. Thửa này á thì có 40,5m² thổ cư, còn lại đất cái lầu năm. Và cái thửa ở giữa nè cô chú anh chị. Đó cũng 5 x 17 nha. Cũng là 85m², cũng có 40,5m² thổ cư. Thì hai cái sổ này sẽ có giá bán là 107 triệu một mét ngang. Tiếp theo là cái tờ trích lục của cái thửa hai mặt tiền nè cô chú anh chị. Cái thửa này vị trí nó đẹp nhất, được hai mặt tiền, cho nên là cái giá bán nó cao hơn nha. 115 triệu một mét ngang, là cũng 5 x 17 nè. Diện tích của cái sổ này á là 87,4m² và có 41,5m² là thổ cư, còn lại đất cái lầu năm. Không có dính lộ giới gì hết nha. Rồi bây giờ Tấn nói cái giá tổng của từng lô cho cô chú anh chị dễ biết nha. Cái lô hai mặt tiền giá bán là 575 triệu. Còn hai cái lô phía trong thì giá bán là 535 triệu. Tổng cộng 3 lô á thì giá bán là 1 tỷ 6 mấy chục triệu đó cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị mua hết 3 lô mà mua nhanh gọn lẹ công chứng liền á là anh Mẫn sẽ giảm giá nhiều nha. Bớt lọc cho cô chú anh chị. Định vị Google Maps thì Tấn sẽ ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Đây là hai số điện thoại của chủ đất để cô chú anh chị liên hệ mua nha. Hai số này là có Zalo hết nha cô chú anh chị. Số đầu tiên là 0988 727
208 0988 727 208 0988 727 208 và số thứ hai là 0909 767 381 0909 767 381 0909 767 381. Bây giờ Tấn sẽ quay đường xá dân cư, nói chung là chạy vòng vòng khu vực này cho cô chú anh chị xem thêm nha. Bây giờ từ ngay vị trí của ba lô đất nè cô chú anh chị, Tấn sẽ chạy ra hướng đường Nguyễn Chí Thanh nha. Đường xá theo dạng bàn cờ, đi khoảng chừng 100m là có một cái ngã tư, mà bây giờ nhà nước đã nâng cấp lên nhựa hết rồi. Hòa Thành là theo định hướng phát triển là sẽ lên đô thị loại 3, là lên thành phố đó cô chú anh chị. Mai mốt chúng ta không gọi là thị xã nữa mà gọi là thành phố Hòa Thành nha. Thì đi ra hướng này qua ba cái ngã tư nha, là tới đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là ngã tư thứ hai đây nè. Đường có đèn đường hết nha cô chú anh chị, và đều là đường nhựa lộ giới 10m hết. Cái chỗ này á cách chợ Long Hoa là 800m, cách trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh á là 1 cây số. Cái khu vực này á thì trường học rất là nhiều luôn, mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3 là có đầy đủ nha cô chú anh chị. Cái khu này cô chú anh chị thấy là quy hoạch giao thông rất là tốt ha. Có nhiều bài nhận xét ở trên mạng xã hội nói là thị xã Hòa Thành là địa phương là quy hoạch giao thông tốt nhất Việt Nam đó cô chú anh chị. Thì nãy đầu đường bên kia là đường số 35 Trần Phú, còn đầu đường bên đây là đường số 22 Nguyễn Chí Thanh nè. Đó, cái đường Nguyễn Chí Thanh này cô chú anh chị thấy nó rất là bự, lộ giới cũng 40m bằng với đường Trần Phú lúc nãy luôn. Và nhà nước cũng mới làm đường á, mới nâng cấp lên nè, cho nên cái đường cũng rất là rộng đẹp nha. Quẹo phải 3,5 cây là chợ Long Hoa, 5 cây số là Tòa Thánh. Đó, cách Tòa Thánh Cầu Đài 5 cây, cách núi Bà Đen 15 cây, rồi vô trung tâm thành phố Tây Ninh á, khoảng chừng 7 cây thôi. Ở bên kia là đường 35 Trần Phú, còn bên đây là đường 22 Nguyễn Chí Thanh ha. Chỗ này có căn biệt thự rất là bự luôn. Rồi đi ra hướng này, đã từ đây mình chạy thẳng hướng này có 1 cây số thôi là sẽ ra quốc lộ 22B. Quẹo phải là ngã ba Dân Tân, chợ Long Bình. Đó, địa chỉ đất là ấp Long Khương, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, Tây Ninh nha. Long Thành Nam cũng đang phấn đấu để lên phường đó cô chú anh chị. Thì định vị Google Map của đất Tấn ghim cái đường link và để trong phần mô tả. Thì chắc là để Tấn chạy xích ra đường quốc lộ cho cô chú anh chị coi luôn. Ở đây á, là có 4 cái trục đường chính và nó song song với nhau. Thứ nhất là đường Trần Phú, và thứ hai là cái đường mình đang đi, đường Nguyễn Chí Thanh nè. Thứ ba là đường Tôn Đức Thắng, và thứ tư là đường Phạm Hùng. Đường Phạm Hùng là ngay bệnh viện Hòa Thành đó. Nếu cô chú anh chị đi từ bến xe An Sương thành phố Hồ Chí Minh lên tới đây là 75 cây số nha. Bên đường Trần Phú có cây xăng, bên đây cũng có cây xăng luôn. Đó, gần 2 cây xăng luôn nha, không sợ hết xăng. Đường thì làm rất là đẹp. Theo định hướng phát triển tương lai là Tây Ninh có 4 thành phố nha cô chú anh chị. Thành phố Tây Ninh, thành phố Hòa Thành, thành phố Gò Dầu và thành phố Trảng Bàng. Và thêm 2 thị xã nữa, đó là thị xã Dương Minh Châu và thị xã Bến Cầu. Còn Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên vẫn là huyện nha. Đó, phía trước mặt là quốc lộ 22B nè cô chú anh chị ơi. Từ đất đi ra quốc lộ là 1,5 cây. Tấn sẽ kết thúc video clip này tại đây. Chúc cô chú anh chị mua được bất động sản như ý. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem hết video. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ kênh. Liên hệ quay clip nhà đất Zalo 0339 120 133.